Xin chào tất cả anh chị. Nay thị trường có phiên tăng cũng khá mạnh đúng không ạ? Đấy, tăng 1,2%. Đấy, tất nhiên thì về thanh khoản thì nó cũng lớn hơn hôm qua một tí thôi. Hôm nay gần 15.000 tỷ, còn hôm qua thì 14.000 tỷ đúng không ạ? Đấy, thì loanh quanh là cũng xem hôm qua, lớn hôm qua một tí thôi. Đấy, thì anh chị không biết thế nào, không biết là tay thò chân vào chưa, nhưng mà mình thật anh chị là mình cũng chưa thò ngón nào vào cả. Đấy, vẫn đang chờ đợi anh chị. Theo quan điểm của mình thì anh chị cũng nên chơi thêm anh chị. Lý do vì sao thì tí nữa mình sẽ phân tích thêm cho anh chị trong cái nội dung hôm nay. Đấy, thì phiên hôm nay một phiên kéo lên, nhưng mà thanh khoản nhỏ thì cũng có nhiều, rất nhiều quan điểm. Có những nhà đầu tư mà nếu là họ đang cầm hàng thì họ cũng có một cái tư duy và cái lập trường, cái lập luận đó là thị trường sẽ vừa rồi là có một quá trình tạo đáy rồi, và sẽ thị trường sẽ tiếp tục đi vào sóng tăng tiếp theo thôi, đúng không ạ? Đấy, còn anh nào mà còn cầm tiền thì rõ ràng là chim lớn đúng không, liệu có cho bịp hay không, có thể nghi ngờ này nghi ngờ kia đấy thì rất là nhiều. Nhưng vấn đề là ai đúng ai sai của nó không quan trọng, vấn đề là vì thế chúng ta tốt và vấn đề là điểm của chúng ta ok đi, và khi nào có điểm chúng ta vào anh chị. Cái này là quan điểm từng cá nhân thôi đấy. Còn cách thức vận động của thị trường á, cách thức vận động á thì hôm nay là 1.269 đúng không, hôm nay 1.269.79. Đấy, nhưng chúng ta coi là 1.270 đi. Thì thị trường không phải là một phiên hai phiên và nó xảy ra. Cái cách thức nhận định và phân tích thì nó không phải là sau một phiên hai phiên nó xảy ra. Anh chị nào mà theo dõi mình nhá, thì cách đây 4 phiên, nói về phiên giao dịch thì 4 phiên. Còn nếu mà nói về ngày thì 6 ngày, bởi vì có thứ bảy chủ nhật nữa. Hôm đó là phiên thứ tư tuần trước anh chị. Này, thứ tư tuần trước là chúng ta có chia sẻ là gì ạ? Vùng 1265 1270. Đấy, thì là mình có chia sẻ với anh chị rằng là cạm bẫy vùng 1265 1270. Đấy, tất nhiên thì ở cái vùng này là hôm thứ tư tuần trước, kết thúc phiên thứ tư là mình có nói anh chị là sẽ có thể có lên kéo lên cái vùng này, có thể có một nhịp bún ở đây. Nhưng mà cách thức vận động thì nó rủ xuống 1240 sau đó nó mới kéo lên như hôm nay. Đấy, như vậy là cách thức vận động của giá là nó muốn hình muốn vẽ. Đấy, vấn đề là cách thức vận động có thể là sớm hơn hoặc là có thể là muộn hơn, nhưng mà cách thức vận động là thường là các bạn nó sẽ ok như vậy thì thôi anh chị. Đấy, còn hôm nay thì thị trường còn tăng mạnh và đóng góp của nhiều cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, đặc biệt là có Vietcombank và BIDV. Thì anh chị nào thường xuyên theo dõi anh chị biết rồi, mình thường xuyên luôn mồm luôn mép nói với anh chị rằng là riêng cổ phiếu Vietcombank và BIDV cực kỳ khó phân tích. Cái lý do nó là nó liên quan đến điểm số khá là nhiều. Đấy, trong các video mình thường hay nói, và cụ thể nhất đó là anh chị thấy rằng là như hôm nay là nó cũng là một cái ví dụ đúng không ạ? Đấy, thì còn anh chị muốn xem ở đó thì anh chị xem đây này. Anh chị vào Viettok này này, anh chị xem thì hôm nay ví dụ Vietcombank nó đóng góp đến gần 3 điểm cho thị trường này. Thị trường hôm nay thì tăng 15 điểm đúng không, hơn 15 điểm đấy, nhưng mà ví dụ Vietcombank là gần 3 điểm này, bit 2 điểm 2,68 này, nhưng gần 3 điểm là hai anh này là đâu đó là khoảng hơn 5 điểm rồi anh chị này. Rồi LBB hơn 1 điểm này. HD Bánh Hoa Phát hai này là mỗi anh là 0,7 và 0,5 này. Đấy, như vậy là điểm số về cơ bản là được quyết định chủ yếu của các cổ phiếu này. Mình không nói là tất cả, nhưng mà về cơ bản là được quyết định bởi những yếu tố này, cổ phiếu này đúng không ạ? Đấy, còn bây giờ chúng ta phân tích nhanh về yếu tố thị trường ở đấy thôi. Thì ở đấy là ở khung đồ thị ngay, hôm nay mới phiên thứ hôm nay là phiên ngày thứ ba, đó là phiên thứ hai trong cái tuần giao dịch. Thì hôm nay thì một con phiên mà mình có nói gì là nó cũng có những khả năng nó thể lên test lại đường trend trend giảm này thôi, đúng không? Hôm nay thì nó cũng vượt lên một tí nó, anh chị mà về anh chị về cái này, hôm qua chúng ta có về rồi. Nó có thể khi nào thì cái cách thực vẫn nếu ok gì nhé, nếu ok á thì anh chị chơi nó bứt khỏi đường trend giảm này và nó tích lũy lại ở phía sau. Có thể là nó ví dụ như phiên mai nó có tăng hay giảm thì cả đó mình không biết. Đấy, nhưng mà thường là nó có thể là có những quá trình là nếu nó ok là nó phải vượt lại cái đường trend giảm này và nó phải tích lũy lại phía sau. Có những trường hợp là nó còn test lại vùng đáy này, đó là tích cực anh chị này. Còn chúng ta chưa nói trước được cái gì cả. Đấy, mình lấy ví dụ nhất lên cái vùng cam 7 1 2 6 5 1 2 7 10 thì ở thứ tư tuần trước mình nói, nhưng mà đến hôm nay nó mới là xảy ra anh chị này. Như vậy nói về phiên giao dịch là nó đã 4 phiên giao dịch rồi đúng không ạ? Đây nó mới xảy ra. Đấy, thì còn mà tích cực thì hôm là một phiên tăng thì hiển nhiên là nó tích cực đúng không ạ? Tích cực là nó phiên tăng, là nó tích cực và nó kéo lên cái vùng biên dưới. Đấy, vùng biên dưới đó là 1270 anh chị. Vùng biên dưới cái nền mà nó đã đánh mất ở phiên thứ hai đầu tuần trước đúng không? Đấy.
nó đang lên test là hai cái. Test thứ nhất là test cái biến dưới của cái vùng nền mà nó đã mất ở phía trên này này, ở hôm thứ hai tuần trước này, và test lại đường trend trend giảm này, đó là hai cái nội dung của phiên hôm nay này, đúng không? Còn việc đề tiếp theo là như thế nào thì chúng ta phân tích thêm. Còn một cái yếu một tổ mà không tốt đó là đối với khối lượng của phiên hôm nay nó cũng không tốt. Thì cũng có những lý luận là bây giờ không ai bán nữa thì nó thể vốn nhỏ. Đấy, nhưng mà thực tế cũng phải như vậy. Vốn nhỏ nên là cho kéo trụ. Đấy, còn các dòng về cơ bản là nó không tăng nhiều, tăng rất là ít. Mình nói không tăng nhiều chứ không phải là nó không phải gọi những cổ phiếu nhóm, một số cổ phiếu tăng cũng khá ok đấy, con số đó không nhiều. Vì nhóm hôm nay có DG chẳng hạn cũng là một cái ví dụ minh họa. Đấy, đó là một cái ví dụ trong nhóm ngành bất động sản, đúng không ạ? Có những con này chuẩn bị chia chặt. Đấy. Còn bây giờ lịch sử ở lặp lại không á, thì cái phiên này á, cái phiên này gì này? Thì những anh chị cũng có những anh chị là liệu phải cái phiên này là một phiên bull trap hay không? Đấy, phiên này có phải là một phiên bull trap hay không á? Bởi vì cũng có những quan điểm nói rằng là nó sẽ giống cái phiên này, phiên ngày 14 tháng 4. Đấy, tức là quá trình trước nó rủ gãy khỏi vùng này, nó sẽ kéo lên cái vùng này. Và phiên 14 tháng 4 này anh chị biết là không phải nó tăng 1,2% đâu nhá, nó tăng mạnh hơn phiên hôm nay đấy. Tăng mạnh hơn phiên này là tăng đến 1,5%. Đấy, đó là một cái ví dụ rất là điển hình, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà sau đó và thanh khoản của phiên này nó cũng tăng mạnh chứ không phải như phiên này. Thanh khoản của phiên này là anh chị thấy rằng là của 14 tháng 4 này nó tăng rất là tốt. Đấy, và phiên này thì anh chị lật lại nhóm ngành chứng khoán, bất động sản, thép và bánh thì anh chị cũng thấy một cái cách thức vận động hiện tại của các cổ phiếu màu hình ấy, là nó rất là giống hiện tại. Đấy, thì đó là về cái phiên này. Thì vậy thì phiên mai là như thế nào? Ví dụ phiên mai nó có thể kéo lên là 1,27 lắm. Đấy, tức là ngay đường 20. Đấy, tẹt lên 20 sau đó nó oằng phải thế này hay không? Giống như phiên ngày 15 tháng 4 hay không? Đấy, thì cái đó thì chúng ta phải chờ thêm. Cho mình thì không biết được, nhưng mà chúng ta chờ thêm xem thì như thế nào. Đấy, những quan điểm đấy là những quan điểm nó đã xảy ra thì liệu có lặp lại hay không thì anh chị chưa thêm. Đó là một cái ví dụ, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là cũng có những quan điểm là nó thể giống cái phiên này. Đấy, bởi vì phiên này là cái quá trình giảm được nó rất là mạnh, khối lượng lớn, nhưng mà sau đó phiên phục hồi khối lượng rất là nhỏ. Phiên này nó tăng 1,2%, nó giống phiên hôm nay, nó giống phiên này, đúng không ạ? Cái phiên ngày 20 tháng 9 này thì nó giống cái phiên hiện tại, nó giống là về mức độ tăng giá, nhưng nó khác là phiên 12 tháng 9 này thanh khoản nó mà lớn. Đấy, nhưng mà sau đó là anh chị thấy rằng là nó cùng mở cửa là nó cùng tăng, nhưng mà sau đó nó cúi phiên đóng cửa là gần như thấp chi phiên là phiên tiếp theo, và sau đó thị trường đi vào một nhịp đảo rất là mạnh. Đấy, thì lịch sử liệu có lặp lại không, thì đó là mình lấy hai cái ví dụ mà nó gần đây ở tháng 9 và tháng 9 năm ngoái, đúng không, và tháng 4 năm nay để anh chị có một cái ví dụ, anh chị cân nhắc, anh chị tìm hiểu thêm và chỉnh lại quan sát thêm phiên ngày mai như thế nào. Đó là về cái này nó có bịp hay không, anh chị xem những yếu tố như vậy, đúng không ạ? Còn bây giờ thì nếu như mình nhìn ở khung đồ dưới ngay á, thì hôm qua mình nói anh chị rất là kỹ, khung đồ dưới ngay thì chúng ta xem chặt 1 giờ đây anh chị này. Hôm qua mình nói anh chị là nó có thể giống như thế này, mà đúng quả thật hôm nay nó giống thế này anh chị luôn anh chị. Cái này thì nó rơi vào trường hợp là 12 tháng 4 đấy, 12 tháng 4 đấy. Anh chị thấy hôm qua mình có nói anh chị là nó cũng có thể giống, và hôm qua mình có làm cho anh chị một cái mũi tên thế này này. Hôm qua là mình đưa ra mũi tên đúng nhỉ? Hôm qua là mình làm mũi tên đấy. Hôm qua là mình có làm một cái mũi tên đây này, thế này này. Đấy, nhưng bây giờ mình xóa này. Đấy, thì mình có nói anh chị xem lại video hôm qua, là mình có nói là nó có thể như thế này, nó rủ xuống sau nó kéo lên khoảng 1,265. Hôm qua thì mình nói là khoảng 1,265. Nhưng hôm nay nó kéo lên cao hơn anh chị. Đấy. Thì đấy, thì anh chị thấy chưa? Hiện tại như thế này á, cho thế này anh chị có nhìn thấy không nhỉ? Đấy, thì anh chị thấy đang nó rất là rộng. Nó rất là rộng anh chị. Đấy, và hôm nay nó kéo lên cao hơn, hôm qua mình còn là nó có thể là giống như thế này thì nó có thể là kéo lên khoảng 1,265. Đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay nó lên 1,269. Tức là cao hơn cái nhận định của chúng ta. Đấy, có thể là như thế này sau đó chứ, sau đó là phiên mai nó có thể là như lúc này cũng đồ thế ngay, nó có thể oằng luôn hay không thì anh chị xem thêm, mình không dám nói đây. Bởi trong nhóm khách hàng thì mình chia sẻ, mình trao đổi cái quan điểm cụ thể hơn, còn ở đây nó nói nhiều khi là hầu hết là anh chị đang cầm hàng là anh chị sẽ là hoang mang, và anh chị sẽ một cái phương hướng nhiều khi là trong phiên nó có thể là không diễn ra như vậy, thì nó sẽ một cái phương hướng anh chị sẽ xử lý. Còn trước đó anh chị thì nó thấy rất giống như nhá, nó có hai đỉnh này kéo lên này, tao không có hình vái đâu vái này, thì đấy cũng vậy anh chị, đây gọi là trước đó là có quá trình này, vái này đâu này vái này, mình nói ngắn hạn anh chị nhá, nó giảm xuống rù xuống này, khối lượng giảm đấy anh chị thấy đang rất lớn này, nhưng mà nhịp hồi là khối lượng nhỏ, và nhịp hồi là khối lượng rất là nhỏ. Đấy, thì nó có như thế này không á, có ai không á, nó có xảy ra mà nó có như thế này không thì anh chị theo dõi các phiên tới, và có thể là phiên mai nó đã xảy ra rồi. Đấy, còn trong trường hợp nó không xảy ra như thế này thì nó phải tái tích lũy lại trên 1,260. Đấy, nó tái tích lũy lại trên 1,260.
Còn nếu nhìn gì vào vẻ kính thì nó cũng như thế này, nhìn thấy hôm nay nó lên 1 2 7 10 thì không, cũng không có gì là lầm đâu. Nói thật anh chị là cũng không chỉ là nếu như anh chị vào cái kè về xu hướng thế này này. Đây đây là cái xu hướng giảm anh chị này. Đấy, nếu mà tính cả râu nó mình chưa đến đâu. Đấy. Thấy chưa? Thì anh chị sẽ về được như vậy là anh chị sẽ có một cái kênh giá của nó là cái này mình vẽ không chính xác lắm anh chị nhé. Đấy, tương đối thôi, thì anh chị thấy đang là nó giảm với đấy, nó hồi lên cánh trên thôi. Đúng không ạ? Hiện tại nó hồi trên cánh trên trong trường hợp tích cực á. À, trong cái trường hợp tích cực á thì anh chị thấy rằng là nó phải vượt qua kênh này, nó phải tích lũy lại phía sau đấy. Thì còn nếu không nó sẽ lên vùng này là cái cơ hội để điều chỉnh lại là nó rất cao, bởi vì cái khối lượng này là rất là nhỏ và kéo một số kiểu phụ trù thôi. Thì về khung đồ ở dưới ngay thì mình phân tích thêm một cái góc nhìn như vậy để anh chị tham khảo thêm. Còn bây giờ chúng ta sẽ lượt nhanh cả của nhóm ngành cổ phiếu đúng không ạ? Thì hôm nay nhóm ngành bánh á, nhóm ngành bánh thì hôm nay anh chị nhìn nó biết này đấy, thấy chưa, mình nói anh chị rất là khó. Bọn này liên quan phái sinh à, xin lỗi, liên quan cái này cái phái sinh thì mình không cập nhật ở đây à, nhưng mà cũng có những giai đoạn anh chị thấy đang nó cũng kiểu kiểu như thế này, nó về đấy anh chị thấy đang nó như thế này, nó giảm tiếp không biết được. Con này nó rất khó để phân tích, tất nhiên có một cái là hôm nay khối lượng nó lớn đấy, nhưng mà con bọn này là rất là khó để phân tích đấy, chứ không hề gì. Đó là bit này đấy, hôm nay thì đóng góp một cái điểm số rất tốt cho thị trường này. Rồi là gì nữa à, rồi là Vietcombank anh gì này đấy, Vietcombank này. Nói về công banh cũng vậy, có những giai đoạn nó kéo lên cũng cao nhưng sau nó vẫn tiếp tục giảm hoặc là nó điều chỉnh tích lũy tiếp. Thì hiện tại nói nhúng là như biết về việc công banh để đánh đấm hiện tại thì rõ ràng chúng ta này trước có những cái điểm chúng ta tham gia, nhưng mà về cách thức phân tích ấy, để chúng ta đánh giá cái điểm số thôi. Còn cả cổ phiếu khác thì ví dụ như là ACB này, hôm nay có hồi lên như thế này đúng không ạ, hồi lên như thế này nhưng mà cửa để tăng là nó sẽ, anh chị nói về kênh giá các kiểu và xu thế các kiểu thì hiện tại nó vẫn đang trong xu thế giảm ngắn hạn. Đây, xu hướng mà trung hạn thì nó đang đi ngang. Bởi vì trung hạn là anh chị sẽ kèm một cái biến. Nếu như anh chị mà biến lớn thì anh chị, biến nhỏ thì anh chị kèm biến như thế này. Còn biến lớn hơn nửa thì anh chị sẽ kèm biến như thế này, cái biến của nó đang kiểu biến đi ngang thôi. Còn ở đấy mà nếu như nói tích lũy hay phân phối thì mình chưa giảm phản. Có những trường hợp là nó sẽ tái tích lũy lại gì. Còn có những trường hợp là nó sẽ là đấy là quá trình phân phối rồi. Đấy, khi nào nó phải có những điều kiện tín hiệu phía sau nữa thì vấn đề ấy, nó chưa có điểm để mua thôi. Đấy, rồi ví dụ như hôm nay CTG kéo lên này đúng không ạ, kéo lên nhưng mà giá vẫn đang nằm dưới MA 20, MA 50 cả kiểu. Mà kiểu như thế này thì rõ ràng là xu thế ngắn hạn và trung hạn đều là đang trong xu thế giảm hết. Cái anh chị vẽ được kênh giá này nó vẫn đang trong theo kiểu là kênh giảm thôi đúng không? Đấy, rồi MB hôm nay kéo này đấy, nhưng mà nhìn chung thì ngắn hạn là MB đang đi ngang, còn trung hạn ở đấy là nó đang giảm đúng không? Đấy, thì về cơ bản là nó đang tổng quan chung là mình thấy nhìn vào những cổ phiếu trong bánh là nói với cửa lên trong ngắn hạn là theo quan điểm của mình là mình vẫn cho rằng là chưa có gì mà có thể triển vọng, này có những cái điểm để chúng ta vào đó. Ở đấy là phân tích điểm mà nói chúng ta có điểm mua anh chị nhé. Còn mà để mà để mà nói là để mà thị trường nó có kéo lên hay không, tức có thể ví dụ như VIB phiên mai nó kéo tiếp hay không, vấn đề là không quan trọng, nó tăng hay giảm phiên mai không quan trọng, nhưng quan trọng á là xu thế tăng của nó là chưa có. Đấy, đơn giản thì thôi. Nói khỏi về mệt đúng không ạ? Còn cả cổ phiếu nhóm ngành bất động sản thì hôm nay á là cũng có cả cổng vừa rồi nữa thì có cả hai cổ phiếu, ví dụ DG này vừa rồi thị trường giảm nhưng mà nó vẫn lưng khưng đấy, nhưng mà con này thì nó chuẩn bị chia chặt đúng không ạ, chia chặt nó chuẩn bị phát hành giấy nữa thì không biết thì nó có kéo lên hay không. Nhưng mà giai đoạn này á thì chúng ta thấy rằng là nó vừa rồi thị trường giảm nhưng mà nó vẫn lưng khưng ở đây, nó đi ngang đây, nó không giảm là thứ nhất. Thứ hai là quá trình tăng khối lượng vẫn khá tốt, cái này thì mình chia sẻ rồi. Nhưng mà mua những cổ phiếu như thế này tại thời điểm này là mình chưa mua. Đây, tất nhiên nó cũng có thể giống giai đoạn tháng 4 năm 20 tháng 7 năm 2021 anh chị. Đây anh chị này, giai đoạn này. Đây, nó cũng có thể như thế này, nó kéo như hôm nay, nhưng mà ví dụ sắp tới thời gian thị trường mới giảm nó cũng có thể là thùng cái đáy này một phát nữa, tạo phiên shipping. Sau đó nó mới phục hồi đi lên. Đúng không ạ? Và khi nó đi lên thì tăng khoảng 20 đến 25% thì nó lại tái tiếp tục là gì? Rủ về cái vùng đỉnh trước. Đấy, rủ về vùng đỉnh trước thấy chưa? Là nó cân bằng. Nhưng mà cái giai đoạn này với giai đoạn mỗi giai đoạn nó khác nhau, đấy là cái cách thức vận động anh chị nhé. Đấy, thì cũng có thể nó sẽ rơi vào trường hợp này, nhưng mà hiện tại là nó chưa đủ những tín hiệu gì để chúng ta mua. Đấy, thì đó là về theo quan điểm của mình là như vậy. Còn có thể là anh chị mua phiên hôm qua hôm kia đấy, hôm nay hàng về anh chị có một phần lợi nhuận khoảng 1-2% cái đó thì mình không biết, nhưng mà mình thì những cổ phiếu mà cái cách thức hiện tại nó về nên giá như thế này mình chưa mua thôi, đơn giản có thể thôi. Còn bất động sản á thì hôm nay nhìn nó nhiều thì mình lấy ví dụ là con này là một, rồi con Kháng Điền là hai cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng cái thanh khoản nó khá là ổn này, khá là ok này.
Và thanh khoản như thế này á, thì anh chị nên đưa vào những cái cổ phiếu này, mình cũng nói khá lâu rồi, nên đưa vào những cái danh mục chúng ta theo dõi thôi. Còn đánh đấm hiện tại thì mình theo mình nhé, là mà chúng ta vẫn chưa. Đấy, còn cả cổ phiếu khác, ví dụ như Novaland á, thì thanh khoản nó rất là yếu và nó không phục hồi lên được. Đấy, và khối lượng những phiên tăng để khối lượng lớn nó không có. Thì đó là cái cách thức để anh chị lựa chọn theo dõi. Đấy, chứ không phải là đánh đấm hiện tại. Rất phát đạt vậy, phát đạt hôm nay nó tăng tốt hơn nhưng mà khối lượng nó cũng không tốt lắm. Đấy, và nó cái cách thức vận động hiện tại của nó là vẫn không tốt bằng đế cơ. Đấy, và giá vẫn nó nằm dưới 200, 220, 250 vân vân cả kiểu. Đấy, thì đó là cách thức để anh chị lựa chọn, những cái cách để anh chị lựa chọn cổ phiếu để anh chị theo dõi. Còn tiếp theo nữa là nhóm ngành chứng khoán á, thì hôm nay mặc dù thị trường tăng nhưng mà nhìn về các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì hầu hết, mình nói hầu hết nhé, là cùng cái cách thức vận động cũng không có gì mà có thể nói là tích cực. VND anh chị này, phiên sàn kéo kéo những phiên chiều là cũng không kéo lên được khỏi MA10 và tiếp tục là giảm và đóng cửa là dưới 50% cây nến này. Rồi SSI này, SSI nó có kéo lên nhưng mà nhìn chúng nó vẫn đang nằm loanh quanh vẫn phơ đấy thôi, khối lượng thì rất nhỏ. Đấy, và đánh đấm vùng này thì rõ ràng là sẽ là chứ, là sẽ là rất là khó. Còn con này để lại anh chị xem là mình đã phân tích những video khi mà nó đang nằm trên vùng này, mình có nói anh chị là anh nó về đấy là anh chị đã mệt rồi, và đúng quả thật anh chị thấy hôm qua nó về đấy thật anh chị này. Đấy, thì cái đó thì anh chị phải theo dõi. Nếu như anh chị theo dõi mình nhớ là anh chị phải theo dõi thường xuyên, anh chị mà hiểu được lâu dài thì anh chị mới hiểu được cái chiến lược. Đấy, con nay xanh mai đỏ thì cái đó thì khó. Đấy, HCM vậy thôi anh chị, hôm nay nó tăng thế này nhưng mà phiên hôm qua, phiên hôm nay hai phiên nó khối lượng rất là bé. Đấy, và kiểu này á, cái kiểu này để lên trong ngắn hạn thì nó cực kỳ khó luôn. Đấy, lên là mình nói lên để chúng ta ăn được 5-7% trở lên anh chị, còn ăn 1-2% hoặc là hàng về có huê vốn hoặc là xé nhẹ thì cái đó mình chịu nhá. Đấy, mình chịu, không có những điểm để chúng ta mua đâu. VCI thì phiên sáng cũng kéo kéo được một tí, phiên chiều cũng bán ngược lại. Đấy, và ở trạng thái tham chiếu. Đấy, nhìn chúng là chưa có gì hay ho cả. Rồi Agribank cũng vậy, CTE cũng vậy. Rồi chứ là FTE cũng vậy thôi, FTE thì ok hơn nhưng mà chưa vượt được MA50. Nhưng mà khối lượng bán ở đấy rất lớn. Đấy, nó đang hồi lên thôi. Đúng không ạ? Thì đó là về nhóm chứng thì mình phân tích quá như vậy thôi. Đấy. Còn nhóm thép cũng không ngoài ngoài lề đó. Nhóm chứng nó nhóm anh khá là yếu rồi. Ví dụ như tiếp theo là Hòa Phát này. Hòa Phát nó phục hồi lên nhưng anh chị mà kể cái trên giảm thì hôm nọ mới tẹt lại thôi. Giá có nằm dưới 120. Phiên mai nó cũng có thể tăng, cái này nó cũng có thể, nhưng mà nó tẹt lên 120 thôi. Trong trường hợp tích cực nó phải vượt 120 tích lũy phía sau. Còn như thế này là cực kỳ khó. Và để mua như thế này thì rõ ràng là mình thì anh chị thì không biết, nhưng mà mình thì mình sẽ không mua những cổ phiếu như thế này ở giai đoạn hiện tại, kể cả Hóa Sen cũng vậy anh chị. Đấy, kể cả Hóa Sen cũng vậy. Đấy, rồi là ví dụ Nam Kim cả kiểu cũng vậy thôi. Tổng quán á thì mình nghĩ rằng là trong giai đoạn hiện tại sẽ chưa có những cổ phiếu nào sẽ có điểm mua. Về cơ bản mình nói, về cơ bản mình có thể cùng có thể có những cổ phiếu có điểm mua, nhưng mà mình chưa xem hết tất cả các cổ phiếu của trên sàn, nhưng mà về cơ bản là mình thấy rằng như vậy. Đấy, thì đó là về các cái cổ phiếu nó như vậy. Còn mình lấy ví dụ vừa rồi có các cổ phiếu, mình lấy ví dụ cho anh chị thôi. Ví dụ trong nhóm bất động sản cũng có GVR, nó có một cái tăng trần gì sau đó nó chỉnh lại bình thường này, đúng không ạ? GVR này là một ví dụ này. Rồi trong nhóm cao su này á, thì anh chị biết rằng là Đông Phú ngoài này có một phần tăng mạnh này, tăng tím này, khối lượng tốt này, sau đó nó giảm tiếp này. Đấy, rồi ví dụ DRC này, đấy, còn cái tăng tím này, sau đó là 4 cây vừa rồi nó giảm lại này. Đấy, rồi là ví dụ như trong nhóm ngành phân bón hóa chất thì có DGC này. Đấy, nó có cây này là cái tăng tím anh chị, nhưng sau đó là lên được mấy lái lên, sau đó nó oẳng về đây luôn này. Đấy, hiện tại nếu như anh chị đủ cái này là anh chị vẫn không có ăn này. Thì gần đấy thì có con MWG, đó là phiên hôm qua. À, phiên hôm qua anh chị. Đấy, chắc chắn rằng là trong danh mục anh chị là hầu hết sẽ có cổ phiếu này mua phiên hôm qua. Đấy, nhưng mà chúng ta theo dõi thêm thử là các phiên tới. Mình không chê, mình cũng không khen gì ở của cổ phiếu MWG ạ. Nhưng mà mình vừa rồi mình lấy ví dụ như DRC, Đông Phú hoặc GVR hoặc là TCH hoặc là hoặc là DGC á, là mình lấy một cái ví dụ để anh chị tham khảo, anh chị cân nhắc đối với cổ phiếu như thế này. Chứ mình không chê không khen gì cả, mình ở trạng thái trung lập anh chị nhé. Đấy, thì trên đây là một số phân tích nhận định của mình về thị trường cũng như là một số cổ phiếu về cách thức giao dịch là nó đang như vậy. Thì liệu có trò bịp hay không? Và liệu có lịch sử có lặp lại hay không á, thì câu hỏi có lẽ rằng là anh chị chờ vào 1-2 phiên tới, phiên mai hoặc phiên kia là thôi. Thì có thể là có hay không, hoặc là một lâu kê thì nó phải tái tích lũy lại, đúng không ạ? Đối với thị trường thì chúng ta rất là hy vọng thì thị trường mà tái tích lũy lại là chúng ta sẽ có những cái cửa đi lên, thì chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta mua. Đấy, chứ không phải là cầm tiền bây giờ hú hào thị trường giảm được cái gì đâu, giảm mình được cái gì đâu anh chị.
giảm thì mình thấy em thua thiệt chứ đúng không ạ? Nếu như giảm thì rõ ràng mình không có cơ hội và mất đi cái thời gian, đúng không ạ? Bây giờ tôi tuổi nhiều nên tiền còn ít, đúng không ạ? Mình muốn thị trường lên lắm nhé, đến 1.800 hoặc là 1.000 hoặc là 2.000 vân vân. Bởi vì lên càng nhiều thì mình sẽ có khả năng gia tăng tài sản nhiều, thì mình sẽ sướng hơn, đúng không ạ? Có cuộc sống nó ok hơn. Còn nếu thị trường giảm mãi thì rõ ràng mình sẽ cơ hội kiếm tiền mình sẽ chậm lại. Đấy thì đó là cái chiến lược chứ không phải là chúng ta luôn chim lớn chim gà đâu anh chị nhé. Thì anh chị nào theo dõi và anh chị chưa đăng ký thì anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, mà anh chị cho mình xin một like. Video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.